cái này xin chứ phải ta tự động ta dỗ đâu. Này 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 ta dỗ ta này, này ta dỗ ta này. Người ta đã cua đuôi rồi, yêu chẳng đâu ăn bằng người tình chung. Để mình giết cặp chiếu bóng, chờ đợi chi nữa uổng công đợi hò. Nhưng mà bài này thấy quen nha. Bài gì em? Quen lắm à. Nhiều chuyện lắm nhưng mà không biết vụ này, tình đang bắn chiếu kìa, nó không kìa. Tình đang bắn chiếu của tía tôi đó nha. Tía tôi hát năm 1960 tới giờ đó. Thấy không? Biết. Cô Út ổn á. Thì tía tôi. Ổn. Út ổn là tía của cô. Ủa? Thiệt không? Đây ai biết mà. Giới thiệu rồi. Chắc không? Chắc. Bạn phải không cô? Đó thì chơi gần đầu phải không? Vậy tôi theo tôi đứng xuống dưới tướng là làm đệ tử ông được không? Xuống chi cho nội? Xin đưa thôi mà. Thôi tháng này tháng rồi mới vừa qua tháng vua đang cô hồn ghê được các bạn. Vậy. Giờ ông đi rồi mình ở lại mình tiếp tục sự nghiệp của ông. Đúng rồi. Rồi nhận vô đi. Bây giờ. Dạ, cảm ơn vậy vậy tôi làm gì? Biết xin chào. Để đi qua đi lại suy nghĩ của ông đóng vai gì? À nhớ rồi, tôi tìm ra một cái trích đoạn cải lương rất nổi tiếng, đó là nửa đời hương phất. Ở chỗ nào? Chỗ Phụng Đoạn, 12 câu. Ba người, tôi nói chọn đông đông cơ mà. Nhưng mà giờ tôi cũng nhau sao còn thiếu gia nữ. Ai đây? Chị nào thuộc, dạ em mời lên hát với em. Để kêu bà Liên Nga làm được. Cô làm lên. À, tôi nhớ rồi. Một đàn không? Đây cái cha bảo vệ tôi nhớ rồi. Dạ. Hồi nãy cô Hạ Châu gãi lớp cái bên. Cổ thuộc à, cổ biến ca hà. Đâu ông ra mời cô Hạ Châu cho tôi coi. Mấy cô đại biểu này ta bất cả nó không dám hát đâu. Cô Châu ơi. Cô ôi trời ơi đây nè, còn ốc tím nữa, còn trời ơi bữa nay còn ốc tím nữa. Ừ, nó như nè. Từ. Sao? Nãy giờ tôi nghe mày nói chung giờ xin giới thiệu với bạn. Đây là người con thứ năm của nghệ sĩ ưu tú Bắc Sơn, giảng viên thanh nhạc, ca sĩ Hà Châu. Viên ca nhạc như một thích ca cổ nhạc luôn. Rồi bây giờ xin giới thiệu đến đại biểu sẽ trích đoạn nửa đời hương phấn. Ở đây có ai biết bài này tuồng không? Có ai biết tuồng đó chưa? Trời ơi, dân hai mấy cái lương mà không biết, hơi bị thiếu sót nha, xin tự giới thiệu luôn. Trích đoạn này là Bích Phượng trong vai The, Hạ Châu trong vai Diệu. The và Diệu là hai chị em ruột. Đó. Rồi thằng cha này trong vai Tùng, mà Tùng là người yêu của The cách đây hơn 80 năm luôn. 30 năm về trước. Vậy đi. Đó, nhưng mà không thể đến được với nhau. Buồn quá, The lên thành phố Hồ Chí Minh luôn. Làm ăn. Tự nhiên một ngày đẹp trời, nhận thiệp cưới của Diệu, lấy cha Tùng, người yêu của mình, tức Tùng. Đó, đau lòng chỗ đó. Nhưng mà phải bấn bụng trở về Tân Hưng Gò Gòn đi đám cưới. Đó, bây giờ nhạc lên. Gò. Đi đám cưới nè, buồn hết sức. Mặt buồn. Bác buồn mà cô nói cô cười rồi theo. Diệu. Bác buồn kìm. Dạ. Chị có nhận được thiệp cưới của em. Nhưng mà dù biết em có thành hôn như giữa bác hay là với ai đi nữa thì chị cũng về với Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Em chạy trước rồi. Em chạy trước rồi hả? Em thấy ba dắt cái cây ra là em chạy liền. Em đi tìm nó chứ.
Trời, mày chơi trò gì vậy mày? Con có đủ em đi ăn cắp chú sữa xong em vừa mới leo lên kêu chủ nhà ra cái sợ quá nhảy xuống lòi rồi không? Em tưởng anh chí quen, bởi vì anh không sửa đại nhưng không ngờ vợ anh không quen, vợ lấy cây, vợ anh bút mình. Nhưng mà anh trả nghiệm. Cái bà lô này bỏ đi nó cái sữa này. Dạ. Sao bị quất quá. Thấy nó chạy cũng nó sắc dùm. Bà mẹ. Bà mẹ lấy cầm chứ. Cô dắt cái em lại nhà anh chí xin lại nha. Giờ cô dắt cái em đi mình lại lên quen luôn rồi. Không phải luôn. Cô nhắc lại, nhưng mà bây giờ mình đủ chưa? Dạ mình đủ rồi cô. Nào, bữa nay để ai của mình thi với lại bạn đừng nói kình vậy. Bạn học chung lớp không hết. Vậy thì hôm nay đó, mình sẽ cái thể lệ thi rất là dễ. Cô nói nha, mà đủ đúng rồi đâu. Kệ đi, cô có nhiều thực thực thi cô. Còn cái người nào mà chưa đi thì kệ luôn. Con chó nhất mà trả lời được không?
con gì giống con chó nhất. Con gì giống con chó nhất? Ừ, con gì? Giống con. Giống mẹ nó nói đúng luôn rồi. Không, cái câu ví dụ đó quá đơn giản. Mày đi ví dụ làm sao mà mày khôn ổng mới được. Bữa hỏi tao chữa ổng đấy. Đi ra ngoài đường của mình thấy rớt 20 ngàn với 100 ngàn. Ông chỉ ông lượm của ai, cái tờ nào ông đến tao lượm một tờ 100 ngàn. Đúng rồi. Ông nói ông vu, mày cũng vu. Ra đường thấy hai tờ rớt, lượm hai tờ luôn, phải là khôn. Tôi lại vu, chạy. Bây giờ mình đi cô ơi. Đúng rồi, chiêu thôi. Bây giờ cái thể lệ mà cô kiểm tra với em rất là dễ thôi à. Mình sẽ nói trong cái bộ thuốc mình nè. Mình nói một tên thuốc, mình nói được công dụng mà không phải nói nha, mà phải hát một điệu lý. Hát giỏi chưa? Chắc chưa. Sao vậy? Chuyên tu ca nữa chị dễ nhiều mất. Thôi bây giờ cô thí dụ cho đi con. Được không? Con là thơ được cô, đừng có cho cô ca. Cô ca khóc xin lỗi cô. Cái bài thi mà vậy không ca được cái gì? Được. Còn đây là sản phẩm trái ruồi.
sản phẩm này chúng ta nhớ rằng là trước đây có sản phẩm Paraguat mà chúng ta dọn đồng dọn ruộng thật nhanh, chúng ta xịt nó sẽ chết hết tất cả cái màu xanh gọi là diệp lục tố. Sản phẩm này bây giờ là thuốc mới là đi quá. Thì sản phẩm này xin mời quý vị chúng ta hãy liên hệ với anh Trí. Ngày hôm nay sản phẩm Glorum Snap này màu cam và một cái nữa là màu xanh. Đó, hai cái nhãn này quý vị đặc biệt nhìn thấy hai cái nhãn này nha. Hai cái nhãn này là đang được khuyến mãi. Xin mời anh Trí liên hệ với phòng kinh doanh để đem đến những cái phần quà tặng sớm nhất cho bà con của chúng ta trong ngày hôm nay. Đây là sản phẩm được khuyến mãi trong ngày hôm nay. Rồi, bây giờ chúng ta đã diệt cỏ rồi. Thì ngoài cái cỏ ra thì còn sâu bệnh rầy cho cây lúa của mình. Sau đây chúng tôi sẽ tương tự giới thiệu sản phẩm để trừ nấm bệnh cho cây trồng. Chúng ta biết rằng giai đoạn cuối của cây lúa là một cái giai đoạn rất là quan trọng mà thường hay nhiễm bệnh đạo côn, vàng lá, leo lép hạt vân vân. Cùng một lúc nhiễm tất cả các loại nấm bệnh đó, người ta gọi là tạp nhiễm. Tạp nhiễm nha bà con. Nếu như chỉ một mình leo lép hạt thôi thì chúng ta sử dụng là Anonvin. Chỉ một mình đạo ôn thôi thì chúng ta có thể sử dụng Titani hoặc là Bicotop. Nhưng mà vừa đạo ôn, vừa leo lép hạt, vừa vàng lá, đủ thứ hết trơn thì chúng ta sẽ sử dụng là Mifatop, chính là tên thuốc của tập đoàn danh tiếng hàng nông sản xuất ra giúp lúa vàng đồng. Lúa vàng đồng nhờ thuốc của hàng nông tiêu diệt đạo ôn. Ê, mày đợi gì lạc giọng với mày? Mày. Tiêu diệt đạo ôn. Vàng lá tháng thương. Lên nếp hạt nấm hồng. Sạch bệnh rồi nha. Sạch bệnh rồi nha. Ê, mày có mặc áo dài mày để tao đá hoài kỳ mày. Đứng xả. Vô thiên ghê vậy đó mình á. Công đơ trên trời, nói đem làm công đơ với đất làm sao mà mình hát được. Nhưng mà rất là may mình học cô Hải Châu nên gì bình dững lắm, không thể phá mình được. Cái đàn này làm mày. Các bạn ơi, biết không, Mifatop này là gốc azoxystrobin. Nếu chúng ta từng biết Mifatop á, Mifatop á là gốc azoxystrobin nha. Nhưng mà Mifatop của công ty nông của chúng tôi là azoxystrobin cộng với difenconazole. Mà các bạn biết difenconazole là một trong những thành phần chính của team super. Team Italy super của công ty nông là difenconazole cộng với robiconazole, có nghĩa là hai cái chất này cộng lại có tác động rất là rộng. Nhưng mà bây giờ difenconazole nè cộng với azoxystrobin nữa là có nghĩa là team super cộng với mifatop nên là cái phổ tác động rất là rộng, có thể xử lý được khoảng 30 loại nấm bệnh trên nhiều loại cây trồng. À, đây là một sản phẩm rất là tuyệt vời. Tuy nhiên tùy theo cái ruộng của bà con, cái ruộng mình bị tạp nhiễm thì chúng ta mới xài cái này. Còn nếu không, chúng ta chỉ lên cái hạt không thì chúng ta sẽ xài sản phẩm gì các bạn biết không? Anonvin là hexacodazole, cái đó là rẻ nhất. À không, là Tintitili Super cũng rẻ hơn, Amitatop là mắc nhất. Nhưng mà giai đoạn này các bạn còn bị bệnh gì nữa các bạn biết không? Do vi khuẩn gây ra. Biết không? Cô biết không cô? Cô có làm ruộng không? Là ngoài các loại nấm mà bác sĩ vừa nói ra thì chúng ta còn bị bệnh gì nữa nè? Đó. Trái bìa lá. Trái bìa lá. Trái bìa lá là do vi khuẩn Santomonas tấn công vào cây lúa của mình. Đúng rồi. Đúng rồi. Nó làm trái từ cái chốt lá hình chữ V vô cái phiến lá và phiến lá đó sẽ bị chết luôn. Không còn khả năng quang hợp để tạo ra enzyme nuôi cây nữa. Do đó chúng ta phải sử dụng siêu khuẩn. Siêu khuẩn là một sản phẩm của tập đoàn An Đông, mà ngoài thị trường chúng ta thấy cũng có siêu khuẩn nữa. Nhưng mà siêu khuẩn của các công ty khác chỉ có một hợp chất thôi. Siêu khuẩn của tập đoàn An Đông có tới hai hợp chất là Rhodophore cộng Salicylic Acid. Sau khi chúng ta sử dụng xong thì chúng ta thấy Salicylic Acid nó sẽ giúp cho cái lúa mình nó phục hồi nhanh. Đó là cái hay của siêu khuẩn. Và siêu khuẩn xin được giới thiệu đến quý vị qua điều lý chi xanh hai mình hát nè. Hai, ba. Hàng nông siêu khuẩn thuốc đây là hàng tiên chiêu. Siêu khuẩn uống vào lúa tốt không lo trái rìa. Vì An Nông dân luôn đồng hành là nhà sản xuất có tâm. Ai dùng siêu khuẩn diệt khuẩn không còn lo âu. Hay quá, quá hay luôn. Hay quá mày, hay quá.
đang đi làm ca để xin vô thiết nam đi ban mình nói cho hai bạn nghe bây giờ ví dụ nha bị nắng đúng sạch nắng đúng bị khuẩn sạch khuẩn đúng rồi bây giờ lỡ mình ta có cái siêu khuẩn cộng nhau vô một cái thùng thuốc để xịt được luôn đó nha. Nhưng mà pha làm sao mới được? Thì pha siêu khuẩn vô một cái ly rồi pha thêm mình ta tốt vô một cái ly. Pha xong rồi chúng ta đổ vô cái bình nha. Chúng ta không được pha trực tiếp hai cái chất này lại với nhau. Vì đây là hai muối hóa học nó có thể tác dụng sanh nhiệt. Có nghĩa là khi ta pha chung nhau thì chúng ta cái ly đó nó hơi nóng lên, có nghĩa là tỏa nhiệt và tạo nên cất tủa làm mất chất lượng của thuốc. Do đó chúng ta phải pha riêng đó mới đổ vô cái bình bự. Trời ơi. Bởi vậy mới nói với bạn nha, chính vì nắm bắt được tâm lý khách hàng cho nên An Long mới ra được một cái loại là vừa khuẩn vừa nắm bi kim. Vừa khuẩn vừa nắm chứ sao? Ồ thuốc bi kim gốc bi mê thiêu sông sunfua và phenoxerin vừa diệt khuẩn vừa diệt nắm. Vậy thì mới tặng cho bà con một bài hát liền. Hát liền quá mừng An Long vừa ra thuốc mới đã có bi kim bảo vệ ruộng lúa nặng bông lúa đạo ôn hay bị vi khuẩn khỏi lo nữa nè. Ngày hôm nay hát mừng bi kim chung sức lo bảo vệ ruộng lúa bi kim này cái diệt nắng khuẩn tuyệt chiêu. Đồng nói cho bạn nghe nha, bi kim này có đầu tiên là gốc gì đây để coi coi gốc là bi mê thiêu son là diệt khuẩn. Thay vì chúng ta dùng rolofon của siêu khuẩn thì cái đây nó có chất bimethiozone là diệt khuẩn. Rồi sun phua là gì? Khoanh dùng vết bệnh lại và làm khô mặt bệnh. Chúng ta biết một vết bệnh đậu ôn nó sẽ phóng thích ra ngoài không khí 3-5.000 màu tử gây bệnh cho các cây khác. Vậy là chúng ta phải làm khô mặt bệnh thì nó không còn lây nhiễm nữa. Tiếp theo phenoxylin là một chất rất là mới. Mới như thế nào nói cho các bạn nghe luôn. Phenoxylin có mặt trong đây. Phenoxylin này là ketanin là chuyên trị đậu ôn. Hai coi như phenoxylin có trong mặt trong hai sản phẩm này. Thì chúng ta biết là phenoxylin nó đóng vai trò của G-silazone và sunfua. Nó vừa khoanh dùng vết bệnh vừa chữa lành vết bệnh luôn. Quá dữ. Nếu chúng ta sử dụng G-silazone hàm lượng cao là có nghĩa là bi mang 75% thì nó chỉ trị bệnh thôi. Nhưng mà trong quá trình trị bệnh thì cái vết bệnh nó vẫn phóng thích màu tử ra không khí và nó lây nhiễm qua cây khác. Nhưng có mặt của sun phua thì nó làm khô luôn. Giống như chúng ta thấy cái mụn ghẻ đúng không? Nếu mà nó khô mài thì chúng ta thấy không làm mụn, không có lầy. Chúng ta phải xử lý hai chất kết hợp lại với nhau thì mới có hiệu quả cao. Cho hỏi thăm chị. Thuốc này chị trị bệnh đạo ôn, trị vi khuẩn. Ủa có chuyện được trị bệnh cho chú ôn không? Chú ôn hả? Dạ, chú ôn chị. Có nước mày chú ôn á, phải đâu trị bệnh chú ôn. Cha này sẽ hỏi bệnh đạo ôn là có dòng họ đó, em nó tên là chú ôn thuốc đó, trị được không? Chú ôn nó chửi mẹ. Chửi mẹ. Không có chửi. Không có chửi thì sao chửi? Sao hồi nãy không nói mà đi vô cổng này mua thuốc chú ôn. Thấy không, mặt này giống chú ôn. Cô mà con giống chú ôn không? Nó không, nó đẹp trai rồi. Đẹp trai. Nó có đẹp trai. Đẹp trai, về Bến Tre. Về Bến Tre đẹp trai. Con đẹp trai có được tiểu về Bến Tre làm nghề não dừa không? Dạ. Thôi, nói chung là bây giờ thấy mày đẹp trai cho mày hát bài, có biết bài gì hát không? Cô chào con, giữ cô lên, chào bên đế cô, đứng chào con là chúng ta. Các bạn ơi, các bạn có biết bệnh viện nào cần nhắc này tới cùng quá chịu nổi. Con này nghe cho nghe nè. Bây giờ ta sẽ... Đi xuống khác không nói chuyện với con thì thua, con thì thua, con thì tiếp tục chương trình. Dặn cái răng ra nói chậm thôi. Không có dặn. Dặn. Không có dặn. Thôi nói chung nè, ở trên cây lúa nó có bị nhện vé đó. Nhện vé chứ nhện. Nhìn đỏ, nhìn đỏ trên em cái. Đỏ nhưng mà không phải đỏ này, nhưng đỏ mà cuồng này là đỏ. Trời đỏ, ơi, đỏ, trời ơi, khổ ghê vậy, nó thấy cái gì hả dữ vậy đó. Đỏ, không chịu đỏ này, đó là chịu đỏ kia. Đỏ không phải là đỏ này mà đỏ này nè, đỏ. Đỏ, vậy đi cô, hỏi giả lẽ đi không? Giả lẽ, thấy vậy cô nhận ra. Nhìn trên đây nè. Con đặc trưng là tốt này, chị cũng nhận rất là hay. Con này nó chích vô cái vú vú. Hát em hỏi, có phải? Từ điểm ta nghe ta chung. Con nhện này mà nó... Hát đi! Bố đừng có cùng, bố 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 cùng
ôi đừng có cười quá. Mặt dạ không chết kiểu con kiểu nổi luôn. Ông Vũ ông cười quê ông Vũ. Nghe nè. Con nhận làm cho ruộng vườn thất thu. Thuốc thì cười bái. Tôi nói mày ăn gì vừa ngán chặt cái răng ra đó. Ông ra ông ra. Thuốc nêu tham cố tình cho ruộng vườn. Đừng có lo gì luôn nhớ về ăn năm. Bỏ vào mắt à. Đừng bỏ quên đi hãy dựng tâm siêu dền. Chỉ một lần xài thôi mãi mãi tìm niêu thăm. Là con số tam lời lời ra con số tam tam. Đi 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 hát đi. Lưu Quýnh Dù mong rồi ngồi. Mày đi làm chứ bộ mày đi đâu mày hát lô tô. Hồi nãy tôi vô kia tao thấy có đoạn lô tô nó kêu vậy luôn á. Vậy đó mày qua bên đó đi. Tao đang học ở cảnh luôn á. Học luôn hả? Đúng rồi. Mày học nói chi chưa? Hai con gà đá chao, một con chạy bao, một con đâu chao là 26. 26, 26 hút một cái. Trời ơi. Đang rít vô mà chú ơi. Ôi cô mẹ nó buồn quá, cô cho lên xà nhà y tế đi cô ơi. Bà cười cô má. Vô vô trạm y tế đi. Vô trạm y tế đi. Con dắt đi vô xin. Nghe có ai làm vô trạm y tế rồi. Nhớ đừng anh Trí ơi, kêu dùm em xe cấp cứu anh Trí ơi. Không phải vô trạm y tế có chuyện rồi. Trời ơi đưa đấy. Trời ơi, cái mắt cô nó bồ mày sao mà giờ sạch lép vậy biết. Trở lại với chương trình chúng ta thấy đây là sản phẩm siêu nhện. Viên gốc tê bu phêm đi ráp và bu rồ vi điên. Chúng ta biết bu rồ vi điên thì tên đơn chất sẽ là sản phẩm ấp đao ăn nông. Ấp lao. À, chúng ta biết rằng nếu như mà bu rồ vi điên là ấp lao thì ấp lao là chủ trị cho cái việc mà ung trứng rầy, ung trứng nhện. Thì chúng ta thấy tên tebufemirat là một cái chất để trị cho con nhện. Chúng ta nhớ rằng nếu như cây lúa của mình bị nhện mà chúng ta xịt thuốc trừ sâu thì không có tác dụng nha. Vì nhớ giống như nhức đầu mà uống thuốc đau bụng vậy đó, không có tác dụng đâu. Và chúng ta phải sử dụng đúng sản phẩm New Time. Bởi vì cái chữ New Time này nó không có nhớ nên công ty thường hay đặt thêm tên phụ là sạch nhện hoặc là siêu nhện. Đây là những sản phẩm trị nhện vé rất là tốt. Còn đây là sản phẩm ung trứng nhện hoặc có thể là ung trứng rầy. Lát nữa chúng ta sẽ được tìm hiểu sản phẩm này tiếp theo. Còn bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về sản phẩm thuốc trừ sâu trong hai bạn. Bạn nào biết thuốc trừ sâu giới thiệu cho bà con nha. Bạn heo. Bạn dạ. Heo. Biên sắc. Được rồi. Bây giờ bạn heo. Hát đó nha. Bạn heo khá là đích sinh. Hát được không? Trời ơi, dân miền Tây gọi hát được không Tư? Nè, nghe cái heo hát nè. Nghe cái heo hát nè Tư. Dùng bít sinh gây sâu tiêu hết. Đã có bít sinh con nhện nó cũng tèo luôn. Thuốc ăn nông tập đoàn danh tiếng nhất trên thị trường. Hàng ăn nông chất lượng đề cao, mong giúp cho bà con tiêu diệt tất cả hại dịch ruộng nương. Tiêu diệt tất cả dịch hại ruộng nương. Cái chỗ hại dịch nghe nó thì hại đẻ ngược. Hại dịch tức là mấy con dịch lùi vô trong ruộng bị hại. Đẻ ngược nên nó hát ngược chữ lại đi. Vừa bởi vậy hồi nãy hát cái bài má ơi hay quá, mày dở quá bạn ơi. Đó đây Bixen. Bixen là một cái sản phẩm gồm hai chất mới Defenbirat và Biroferin. À xin lỗi, Biriprocifen. Hai cái chất này rất là mới nha. Tại sao mà bác sĩ cứ phải nói cho quý vị về cái hoạt chất? Bởi vì quý vị phải nắm được cái hoạt chất thì quý vị mới mua đúng hàng được. Ví dụ như bác sĩ nói là gốc cúc tổng hợp nó gồm 4 chất. À chúng ta nghe bốn tên có 4 chất này nha. Sibetracin, alpha sibetracin, betmetracin và delta metrin. Chúng ta thấy cái gốc Definitivity là sao không? Nhưng nếu chúng ta không biết rõ thì chúng ta sẽ bị nhầm lẫn. Mà nhầm lẫn thì chúng ta sẽ mất tiền. Thí dụ như chúng ta muốn mua Dentamethrin, tức là cái toxic á. Cái toxic là trị con sâu xanh rất là hay và con sâu cuốn lá rất là tốt vì nó mạnh nha. Nhưng mà chúng ta không biết thì chúng ta sẽ bị mua nhầm Sibetracin. Sibetracin, bất tử khi nói cái giá cái gì sẽ thấy nè.
Silimetin $9 một ký lô, Dentamethin $60 một ký lô. Đó, nếu chúng ta không rành, chúng ta sẽ bị mua nhầm như vậy thì hiệu lực sẽ giảm đi. Silimetin thì không thể nào so sánh với gì Dentamethin được. Ví dụ như Silimetin tên của công ty là sẹp tóc, Dentamethin công ty tên là Toxic. Đó, chúng ta thấy rằng là Toxic tức là đề xít của chúng ta đó. Thì chúng ta cứ thủy luôn luôn nào cũng nói cho quý vị là cái gốc thuốc, mà cái gốc thuốc mà cũ á, thì con sâu nó sẽ bị lờn thuốc. Do đó Bích Thủy giới thiệu sản phẩm Bixen, xin lỗi, cho sản phẩm Bixen. Bixen tập đoàn Nông là hai gốc hoàn toàn mới, con sâu chưa có bị lờn thuốc, và chúng ta sử dụng cái này để xử lý sâu lá, sâu thân, xử lý từ tuổi 1 đến tuổi 3. Chúng ta nhớ nha, nếu con sâu nó uống vô cái lá rồi thì có tính lưu dẫn con sâu nó ăn cái lá nó sẽ chết, nhưng mà hiệu lực nó sẽ giảm. Còn nếu chúng ta phun trúng con sâu thì nó gọi là tiếp xúc, và con sâu nó ăn trúng thuốc gọi là vị độc thì chết nhanh hơn. Riêng đối với con sâu độc thân, nếu nó chui vô trong cái ngọn của cây lúa rồi, chúng ta có diệt nó chết thì cái ngọn lúa đó cũng không sử dụng, bởi vì nó không có ra bông. Vậy chúng ta phải diệt sớm, phải diệt sớm bằng cách đi thăm đồng thường xuyên và nhìn thấy những cái túi nhỏ nhỏ bằng cái hạt đậu nành. Chúng ta sẽ hái về bỏ vô cái ly nha. Chúng ta sẽ hái khoảng từ 3 đến 5 cái nha, từ 3 đến 5 cái túi đó là gọi là cái túi sâu á, cái túi trứng á. Chúng ta bỏ vô cái ly và chúng ta lấy một bông gòn tẩm nước bỏ vô đậy nắp lại. Chừng khoảng từ 3 đến 5 ngày sau nó sẽ nở ra. Nếu như cái túi đó nở ra con ong ký sinh thì đó là thiên địch, không cần phải xịt thuốc. Nhưng nếu chúng ta nở ra những con dòi nhỏ nhỏ, đó chính là sâu cuốn lá. Ngay lập tức đi phun liền và mua Bích Sinh phun thiệt là kỹ. Bích Thủy cam kết rằng tất cả các sâu bệnh ở giai đoạn đó sẽ chết hết. Đó là cái thí nghiệm mà tất cả chúng ta cần phải biết. Bởi vì chúng ta vừa thấy cái hộp đậu nành đó, nhìn thấy cái túi sâu á, chúng ta lo xịt thì nó chết con thiên địch luôn nha các bạn. Chết con thiên địch luôn. Mà con thiên địch của mình là con ong ký sinh đó, ong đó, là nó có thể xử lý được rất nhiều loại sâu bệnh nha. Do đó chúng ta phải lưu ý điều này. Tại sao chúng ta phải trồng hoa, tại sao chúng ta phải trồng hoa hai bên bờ ruộng? Chúng ta khuyến khích gì? Để thu hút ong ký sinh về, để diệt một số cái sâu bệnh, vì con ong nó sẽ ăn con sâu à. Đó là những vấn đề mà ở bên giờ chúng ta thường hay lưu ý. Ủa mà nãy giờ mình nói sâu nè, nói bệnh nè, nói rầy, nói con nhện rồi. Chúng ta còn một sản phẩm nữa mà chúng ta cần phân bón. Ngoài NPK ra, chúng ta phải tìm những loại phân bón nào thật là tốt đem về cho hợp tác xã Gò Vòng. Chẳng những tốt, xài cũng không tăng chi phí sản xuất mới ghê. Đúng rồi đó, mình phải nghĩ là vậy mới ghê chứ. Để bà con chúng ta sử dụng thuốc mà chi phí được mình có đâu. Rồi bạn nói với bà con đi, nhưng mà nhớ là phải hát chứ đừng nói đâu nha. Mà tôi có hàng gì thì phải nói rõ nha. Hát không? Giờ hát trước đi. Hàng ca sê. Hàng ca sê là gì? Yên ở đây là người Việt Nam không, mà tự nhiên hát tiếng nước Tàu, tiếng nước ngoài. Tiếng này tiếng gì? Tiếng Nhật. Trời ơi, tiếng Nhật bà con có biết tiếng Nhật không bà con? Biết, đã tạo hiểu cho em xàm, dễ sợ. Cái kiểu này chứ cười cười là chứ biết á. Ủa mà chị biết tiếng Nhật ra, chị du học có Nhật về hả? Bây giờ tôi hỏi thử các bạn có biết tiếng Nhật không? Chị vậy? Bây giờ em hỏi chị một câu tiếng Nhật nha. Chị biết cái Ajinomoto là gì không chị? Thấy chưa? Chị nói là bột ngọt kìa. Thì Ajinomoto là bột ngọt. Thì tiếng Nhật là bột ngọt là đúng rồi. Ủa rồi gì tôi hát là ca xe lại vậy? Là tiếng Nhật. Phân gà cao cấp nhập khẩu từ Nhật Bản. Ha ca xe. Ha ca xe là tên của một loại phân hữu cơ được nhập khẩu từ Nhật Bản do tập đoàn Nông phân phối. Đúng rồi, tiếng Nhật đó, tao biết đó nghe. Thì bạn phải nói đây là sau đây tôi xin hát sản phẩm ha ca xe. Tự nhiên bạn hà ca xe tôi cũng không nói tiếng Nhật. Xin lỗi nha, ở dưới này không phải tao biết một câu đâu nha. Thổi câu nữa trả lời cho tao nè. Hai. Chị, với ta là gì chị? Tiếng Nhật luôn đó. Bây giờ em hỏi chị tôi ta là gì chị? Thấy không? Cái đó là người ta gọi là tên thương mại. Nhưng mà phải tiếng Nhật không? Ha ca xe mình cũng là tên thương mại. Mà phải tiếng Nhật không? Đúng, nhưng mà thôi. Đặc biệt là do tập đoàn An Nông cung cấp và nhập về để cho bà con sử dụng. Sử dụng thì hỏi tiếng Nhật ta biết là được rồi. Rồi, chúng ta hát tiếp nha. Hà ca xê là phân bón tốt. Ui,
tốt gì vừa thôi, tốt quá. Tốt quá, tao nói là nổ, hiểu chưa? Không có nổ. Tại mấy bạn chưa có xài, mấy bạn chưa có biết, tôi xài rồi. Hiểu không? Ông hãy cho nó cơ hội đi. Cơ hội nó há há để nói chuyện tốt rồi đi. Hai bông hạt đa xê hứa hẹn dù lúa bụi thu trái cây ngon hay rau sạch lá bán tăng giá nè. Hạt đa xê đến từ lực nghe An Long dẫn phân với mọi nơi. Hạt đa xê là là dòng gió là do mẹ Nam Hạ Châu dạy đó. Nhưng mà nói nghe nha, cái này hay lắm nha. Thứ nhất là bây giờ trước tiên mình nói cái hay trước à. Cái này mà chứa trong nhà đảm bảo không có thúi. Mày vô yên quá à. Thế không có thúi thế. Người mình không được nên chữ nói chữ T, H, U, I, dấu sắc. Hiểu chưa? Cái chữ đó nó vô yên lắm. Ủa vậy chị vậy chứ T, H, U, I, dấu sắc tên quý cũng là T, H, U, I vậy bà. Y, y ngắn, không phải y dài không nội. Y dài là quý. Còn đi nhắn là cái chữ đó không có được nói. Mà phải nói là phân ghen ki không mùi. Ôi trời ơi, là như mình MC phải, mình phải dân quá đàng hoàng chứ. Là như MC cũng hoàng như vậy. Chứ còn gì nữa, tao là MC mà. MC đại nào? Đại Long An. Mới được nhận. Đó kìa. MC không có gì mà mà MC MC hả? Ừ. MC chắc không? Thiệt, những cái người mà chúng ta thấy tin tức mà đứng trước cái micro nói người đó gọi là MC. MC biết là gì không? Thì là MC là người phát ngôn không? Có đâu, MC là móc cống đó hả? Đương nhiên. Bạn có già mà móc cống gì? Bạn tự đó. Cái đó người ta kêu bằng người dẫn chương trình tiếng Việt. Hai bạn vào vấn đề chính. Nói xàm quá. Ông Lùng nói tiếp đi ông Lùng. Thứ hai nha, cái này hay đó nha. Nếu mà ruộng của mình mà lâu ngày mà nó bị phèn, bị lèn, bị phèn, bị chua nha, pH tụt xuống dưới 5 nha. Đây pH 8, trung hòa pH. Chân ruộng bị phèn. Đúng rồi. Sử dụng HKC để trung hòa pH, nâng độ pH lên cao để chống phèn chua. Đây, giúp đất màu mỡ nữa. Cái thứ ba nè, khi mà bỏ xuống nó sẽ giúp đất tơi xốp, không khí trong đất lưu thông tốt, rễ của cây lúa mình phát triển mạnh, ăn đạm và lên kali một cách nhanh nhất, chống được sự khoai hơi và rửa trôi của đạo. À, có nghĩa là khi mà bón cái đất, bón cái HKC này xuống, nó sẽ là cải tạo đất, làm bộ rễ phát triển, giúp cho vi sinh vật trong đất phát triển tốt cho bộ rễ phát triển, ăn phân nhanh, chống rửa trôi của đạo. Chính xác. Như vậy á, tiết kiệm được 30% chi phí nha. Ví dụ giờ bón 100kg phân đạm đúng không? Thì nó ăn đâu có hết. Được. Bây giờ bón cái này xuống thì bộ rễ phát triển mạnh, hút đạm một cách nhanh nhất. Tiết kiệm được 30%. Thì 30% cái tiền tiết kiệm đó, lấy tiền đó mua cái này, không tăng chi phí sản xuất. Chú bán thuốc thì sâu, giúp chú bán bán với số nha. Đúng không? Đúng. Đó, không tăng chi phí sản xuất nè, là 1 nè, trung hòa pH là 2 nè, cải tạo đất là 3 nè, quá tốt, còn gì nữa. Ba cái này, mình sử dụng cái này, không tốn tiền, ví dụ một năm mình sử dụng 1 triệu đồng đi, thì mình chỉ mua, ví dụ mua tất cả các sản phẩm khác. Đúng rồi. Ra một ít là phải mua đạm ít đi á. Đúng. Dùng mua phân HKC thì không có tăng chi phí, đúng rồi, cũng bà con nhớ dùm em nha, nó có 4 tốt nha. Nhưng không mà hòa pH, không tăng chi phí sản xuất. Rồi, tự nhiên nói quên luôn rồi. Nói nghe nè, không bây giờ nói nghe nè. Ở trong cái dịch mà cây lúa đó thì còn một cái loại dịch rầy đó là cái loại khó nhất, cứ không biết. Dịch rầy. Cô ơi cô, dịch rầy cô ơi. Này tôi nhớ bữa cô giáo bên kia cũ cái gì cô giáo chủ nhiệm cô giáo chích thuốc cho hùng cô ra này đó. Không được tao không tiếp nói gì con, chuyện quan trọng ở phía trong. Trời, chuyện gì cô giáo đã vô phòng y tế rồi. Trời ơi, chuyện nói hùng cô vô phòng y tế luôn rồi. Đang nói về rầy thì cô ơi, nói về gì rầy cầm rầy rầy thì có siêu. Ông có nói, đâu có nói, nãy giờ tụi con đang hát đó cô. Trời ơi, cô hát là nghề của cô. Hả con? Ờ, xin giới thiệu đến cô bác và con nha. Sản phẩm siêu chép theo điệu Lý Hoa Cầu. Ồ, con tưởng cô hát theo điệu cha 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 chứ. Thường xuyên ta phải đi thăm đồng, tin rằng
khen. Tập đoàn An Nông đã làm ra thuốc tốt tuyệt vời, dùng ngay siêu chết để cho rầy nâu tiêu hết. Ta nhớ cũng đúng liều nhé, để cây trồng nặng trái bông đầy. Ô đúng rồi, cô giáo hát hay quá trời. Hát hay sao làm cô dễ hát. Con nói cô nghe. Đây là một sản phẩm nha, các bạn biết không, đã góp phần cho cái việc mà ngăn chặn dịch đầy năm 2016. Các bạn biết không, sản phẩm này hoạt động năm là người đầu tiên đưa vào trong danh mục cái gốc Nitemdiram. Gốc Nitemdiram là cái gốc diệt rầy chủ lực mà công ty năm có tới 5 sản phẩm. Cái việc cái thứ gì trong tủ thuốc gia đình không bao giờ quên siêu chết để phòng chống rầy nâu xịt từ tuổi 1 đến tuổi 3. Cô ơi, cô ở đây người ta còn nói chị chuột nữa đó cô. Chuột cả chuột thì có sản phẩm giết chuột. Giết chuột siêu à, giới thiệu đến bà con sản phẩm diệt chuột siêu đẳng luôn. Simi thi gian màu xanh. Cô hai cái tên này khó kêu quá cô ơi. Thì giờ tôi nói nè, bây giờ bà con ra ngoài đại lý nói tôi muốn mua thuốc chuột màu xanh của Hàn Quốc, à bà con sẽ nhận được cái hộp thuốc này. À cô con nói cô nghe nha, con đi ra đại lý nè, con thấy cái hộp này quá trời luôn, nhưng mà nó của đất của này của kia, còn của công ty mình là của Hàn Quốc hả con? Hàn Quốc giới thiệu gì không nhớ, không nhớ liệu. Xin mất nước đây là tên thuốc. Thuốc phải lộn rồi. Lộn rồi. À nhớ rồi nhiều thuốc quá. Chuột đồng chuột nhà, chúng là loài phá hoại, chúng phá tiêu tan luôn cánh đồng. Smithian chính là cột dẫn, dùng thuốc Smithian của tập đoàn An Nông, thuốc tuyệt vời màu xanh diệt được loài chuột nha. Quý vị ơi, cái thuốc chuột này nó hay lắm. Quý vị biết sao, quý vị đem thuốc này rải trên cái con đường đi của con chuột thì chuột nó sẽ đến nó ăn. Mà nó ăn xong không có chết nữa đó, nó sẽ chạy đi kiếm nước nó uống. Nó chạy đi kiếm nước xong, nó uống xong nó chết cái chỗ đó. Đó, cái con chuột khác rồi, thấy thuốc màu xanh, ăn tiếp xong bắt đầu chạy đi kiếm nước, rồi chết ở chỗ đó luôn. À, là chỗ đó không chết ở chỗ. Nhưng mà quý vị thấy không, còn con chuột còn xuất hiện, tức là nó chết đâu không biết. Nó xuống nào không biết, chứ mà chết ở gọn gọn. Là cái hộp mình bán là có cái hộp, là có cái gói gì thôi. À, trong hộp này nếu quý vị mở ra, sẽ thấy có một cái đôi găng tay bằng cao su. Để làm gì? Để chúng ta đeo bên trái vào, chúng ta sẽ bóc thuốc rải. Thứ nhất, không ảnh hưởng sức khỏe của mình. Thứ hai, chuột không bao giờ nghe hửi được hơi tai của người, cho nên nó mới đến ăn. Cô nãy giờ mình giới thiệu được đầu tiên là thuốc trừ cỏ thay thế 2.4D Neocon và Glufosinate, thuốc trừ cỏ dại trên ruộng lúa. Bảy, Glufosinate đừng trực tiêu lúa chết hết nha bà con. Thuốc này là thuốc trừ cỏ không chọn lọc. Ông ơi, bậy quá, xin lỗi gì. Đây là lý do kỹ thuật, thằng này không được bài, về nhà sẽ không được lĩnh lương. Tiếp theo, chúng ta sẽ giới thiệu sản phẩm siêu nhện. À, là cái ông được hùng nãy hát á. Đây, sản phẩm Bích Sơn là bạn bé heo. Sản phẩm thuốc chuột là cô Bích Phượng. Sản phẩm siêu chết là cô Bích Phượng. Cảm ơn AKC là thằng hợp này chưa còn thiếu rất là gì. Và sản phẩm My Patop là Bích Tỷ giới thiệu. Và sau đây siêu khuẩn nhà Bi Kim. Và sau đây là anh em nghệ sĩ chúng tôi làm đầy hân hoan vui ca trên đồng lúa chính dù sai trái hoàng. Nhà thơ đây An Nông tập đoàn cùng tình ca Bắc Sơn người lòng thương yêu xin chung nhà nhà nó ấm. Bây giờ để giới thiệu không? Bây giờ để chúng ta tập trung lại trở về một cái tinh thần thoải mái sảng khoái.